Cảm ơn bạn đã đăng ký kênh của Lê Đình Vĩnh. Chúng ta hãy bắt đầu hành trình tìm hiểu, trải nghiệm và ứng dụng những điều tuyệt vời của nước để có một cuộc sống, có một sức khỏe tốt và hạnh phúc hơn. Những cái nội dung tôi sẽ chia sẻ trên kênh. Thứ nhất, tôi sẽ chia sẻ tất cả những cái nội dung kiến thức về nước và sức khỏe từ những cái nghiên cứu, những cái cập nhật mới nhất để cho bạn có thể có được những cái sự lựa chọn đúng đắn nhất để có được nguồn nước tốt cho sức khỏe. Thứ hai là tôi sẽ làm những video để hướng dẫn cho các bạn, để các bạn giúp các bạn có thể lựa chọn cho mình một cái giải pháp nước, giải pháp lọc nước toàn diện để giúp bảo vệ sức khỏe cho ngôi nhà của bạn. Thứ ba là tôi cũng sẽ làm những cái video để giải đáp tất cả những cái thắc mắc từ những cái comment của bên dưới của các bạn, bất cứ khi nào các bạn để lại những cái câu hỏi. Thứ tư là tôi sẽ chia sẻ những cái video về những cái trải nghiệm thực tế của tôi trong quá trình thực hành và ứng dụng lối sống khỏe, làm sao để uống nước đúng cách, đúng loại, hay là thói quen vận động, hay là về mindset để giúp cho chúng ta có được một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc. Và thứ năm là tôi cũng sẽ đồng hành cùng các bạn để chia sẻ tất cả những cái nội dung từ những cái trải nghiệm thực tế của các bạn. Ví dụ các bạn thấy rằng là các bạn thấy những cái hiệu quả biến đổi của cơ thể tốt hơn trong cái quá trình là uống nước hay sử dụng nước đúng cách đúng loại, hay là những cái sai lầm các bạn gặp phải trong cái quá trình cuộc sống của bạn về sử dụng nước hay là thiết bị lọc nước, thì các bạn cũng có thể inbox cho tôi để chúng ta cùng có thể lên kênh để chia sẻ giá trị ra cộng đồng. Và một điều vô cùng quan trọng ở đây là cái kênh này nó chỉ có giá trị nếu có được một sự ủng hộ, nhiệt tình cũng như sự đóng góp nội dung của các bạn như tôi. Một kỹ sư làm doanh nhân hơn 15 năm qua với những trải nghiệm thực tế của mình từ một lối sống khỏe, tham gia thường xuyên trong các giải chạy bộ cũng như là kiểm soát được cái lối sống chế độ ăn uống dinh dưỡng để có một sức khỏe tốt và một cuộc sống hạnh phúc. Và đỉnh cao trong đó là tôi đã một trong số hơn 100 vận động viên được tham gia giải chạy, đồng hành cùng mấy các vận động viên chuyên nghiệp hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á ở SEA Games 31 tại Hà Nội. Và tôi hy vọng rằng những cái giá trị chia sẻ từ thực tế trải nghiệm của tôi hay những cái thông tin tiếp nhận, tìm hiểu được sẽ mang lại cho các bạn rất nhiều giá trị. Và một cái điều quan trọng vô cùng nữa đó là các bạn hãy đồng hành cùng tôi để cùng đặt ra những câu hỏi, hay cùng tôi để chia sẻ nhiều hơn giá trị cho cộng đồng. Và hãy ngay lập tức để lại câu hỏi phía dưới của video để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau, để cùng có thể chia sẻ giá trị ra cộng đồng nhiều hơn nữa, để có được cuộc sống vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc.